Các bạn ơi, tôi đang có mặt ở trong cái khu vực có ngôi nhà sàn bị cháy. Bây giờ tôi đi tiến lên để xem quay cái hiện trường thế nào nha các bạn nhé. Đi cùng tôi đi nhé. Tôi sẽ đi thẳng đây lên các bạn này. Độ 9 này. Đấy. Lên trên này xem. Qua cái cầu ơi, sợ quá. Qua cầu về khó. Đi như đây. Chị à, đây là cái ngôi nhà sàn bị cháy ở trên này à? Vâng, nhà chị à? Vâng. Thế nhà đi đâu mà lại để nó cháy? Nhà đi, hai vợ chồng đi làm. Thì thằng con, có thằng con lớn rồi cũng đi làm dỗ ngoài. Thì không biết kiểu gì, nó cháy kiểu gì này. Tự nhiên cháy hết, cháy chiêu rụi hết à? Không còn gì nữa, không còn... thế thì cứ lên nhà. Đây là chị chủ nhà này, nhà bị cháy nha các bạn nhé. Thế đã có cơ quan đoàn thể nào đến chia sẻ cho, giúp đỡ chưa ạ? Đây các bạn ơi, nhà sàn này kiên cố chứ nhỉ. Đúng là sau một đêm cháy sụi này. Thế này là đi điện cỗ về cháy không ai dập à? Có ai dập về, không có ai. Đã điện mà. À đây. Đây là các bác đang dựng lại nhà đây. Đấy. À đây. Vào đây em quay tí nữa. Chào các bác nhá. Đây các bác đang làm nhạy nhà đó, chủ nhà này. Đấy, máy móc các thứ này. Cầm này cơ hết. Cầm im. Các bạn ơi, đây là một ngôi nhà sàn của anh chủ nhà nhá. Sau một đêm qua một đi vắng ấy, trở về đã ngôi nhà đã cháy hết bằng ngày. Rất là đáng tiếc. Đây là chị chủ nhà, đây là anh nhà chị ạ. Trên đường. Vâng. Đấy các bạn nhìn nhá. Nhìn rõ này này. Trụi cột nhà sàn như thế cháy sạch nhỉ. Cái này đã tìm được nguyên nhân chưa ạ? Đấy, đồ dao cuốc xẻng. Cháy hết các bạn ơi. Sau một đêm hết đấy các bạn ạ. Đấy các bạn nhá. Các bạn nhìn kỹ xem nào. Cháy chưa thiêu rụi hết các bạn ạ. Nhìn quá đi. Đấy. Cây cối chết hết. Cái này có khi nào bị chập điện hay là do mình đun than củi không? Trong nhà có cái gì dễ cháy không? Dễ cháy nhiều không? Đấy, chỉ có chăn màn quần áo thôi. Thế mà nó cháy mạnh này à? Tivi các thứ đi hết nhỉ? Đấy các bạn đấy, thấy đấy, sự tổn thất quá lớn của người dân là như vậy đấy. Ôi, cái tủ lạnh cũng đi rồi. Đây này các bạn này, đây là cái tủ lạnh. Đấy. Tủ lạnh nhá.
cái tủ lạnh thế này mà nó cháy 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 không còn cái gì, sợ thật. Nghi là nếu mà nghi là chập cái tủ lạnh này rồi. Hả? Hay là nó chập cái tủ lạnh này? Không, nó sẽ chập cái thường nếu mà nó cháy 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 theo kiểu lửa bắt nó là to nhất thì là chập chỗ đấy. Đấy, các bạn thấy ghê gớm không? Đồng nước còn chảy lát cả ra này, kinh khủng không? Máy cày, mấy cái máy cày cũng hỏng này. Máy cày hỏng nha các bạn nhé. Máy cày là một số vận dụng như là tủ lạnh nhé, tủ lạnh cũng hỏng nha các bạn nhé. Đây này, chảy lát cả ra, nhôm nếu mà còn chảy hết ra này, sợ quá. Cây cối chuối táp hết, cái này ngọn lửa nó bốc kinh khủng lắm ấy nhờ. Nó mới về táp đây này, trên ngọn này còn ấy hết rồi. Đấy, cái cột này nghiến à, mà nó cháy thành thành cột này, cái này cháy cháy trụi nhỉ. Cột chính sập hết, cột chính này đi hết rồi, đi hết rồi. Sợ nhỉ. Cái kia tủ lạnh, nếu mà tủ lạnh kia chỉ chập tủ lạnh hay như thế nào, chập điện. Táp hết. Cái này bây giờ là dựng nhà mới ra kia thôi chứ hay là vẫn nền cũ này? Không, dựng ra kia, dựng ra kia. Ừ. Đây nó đã cháy ở dựng gì nữa nhỉ? Bỏ. Đây bên xã nó ủng hộ các thứ gì cho? Ủng hộ đầu tiên bắt đầu ủng hộ ngay tất cả các ngày 8 triệu. Anh em bà con này không ủng hộ gạo giết tôi. Gia đình đi đâu mà để gia đình hai vợ chồng đi làm ở trên Tân Thanh. Tân Thanh à? Thế thì không có ai nhà. Và thằng con ở nhà thì cô mấy thì ở nhà đây ngoài 3 năm bà thím ở ngoài kia lại đi hộ làm cơm tối. Thế về nhà là phát hiện cháy hay thế nào? Thế nhà người rồi, người đến nhà là đã cháy rồi, không kịp cái gì nữa. Thế dân làng chung quanh không kịp dập à? Nghe tiếng thế rửa lên là cũng đến là cũng không kịp luôn. Bó tay rồi nhỉ. Không có cái hệ thống phòng cháy chữa cháy là nguy hiểm đấy. Nhà dân bây giờ cũng phải có phòng cháy chữa cháy mới được. Sắt thép này nó chảy hết ra, nguy hiểm. Coi như là bây giờ trong nhà có vật dụng thì quý là đi hết rồi, tay trắng hết rồi. Hy vọng mọi người xem clip này đến ủng hộ cho gia đình thôi. Tết rồi lại mất ăn Tết rồi. 2 tháng là Tết rồi còn gì nữa. Chán thật. Dèo lên đấy tí ngã. Đấy may mình trên này còn nó rừng có gỗ mà ấy nhờ không thì chết. May có gỗ anh nhau để hỗ trợ được không đấy. Ừ. Nhiệt nó cũng cao nhỉ. Bên nhiệt cao cháy cháy cả cái này ra vâng. Chảy hết.
cái gì như... Ôi, cái đầu chảo cũng đẹp thế. Ôi, thành than này. Thành than nhá. Kinh quá. Bếp ga này, loa đài này. Loa đài các thứ này. Ở đây là tổn thất rất nhiều, rất nặng nề này. Nhất là cái máy cày thì còn ngon, bây giờ thành vứt đi rồi. Sắt vụn này, này. Tổn thất rất lớn nhá. Máy tuốt lúa này. Rồi là thóc đây là các bạn. Đấy. Bao nhiêu thóc bây giờ năm Tết đến nơi rồi không có thóc mà ăn nữa. Cháy đen hết rồi. Tổn thất tủ lạnh nhiều quá. Bát đũa ngồi. Đấy, giá trị nhất là máy cày và tủ lạnh. Có của chim của lổi mà dắt chỗ nào cháy hết thì cũng phí nhỉ. Đó. Hay là nó thấy dùng cái cũ lâu quá rồi. Cái này phải mình để xem. Trước khi đi mình đã tắt củi chưa? Tắt thì nó bén, có thế thôi. Hai là chập điện, chỉ có hai ấy thế thôi. Chứ còn vấn đề khác thì không, chắc không bao giờ có chuyện xảy ra đúng không? Đấy.